Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồ Ngọc Hà hốt hoảng cầu xin khi thấy quý tử Leon có hành động nguy hiểm khiến ai cũng thoát tim. Cộng đồng mạng cũng phải hoảng khi nghe thấy giọng thẳng thốt của Hồ Ngọc Hà cũng đủ hiểu quý tử Leon nghịch ngợm cỡ nào. Thời gian qua, cặp song sinh Leon và Lisa gây bão mạng xã hội vì những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, tinh nghịch. Là chị em sinh đôi nhưng cả hai lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Lisa điềm đạm, hiền lành thì Leon lại vô cùng hài hước và nghịch ngợm. Trong một chia sẻ mới nhất, nhiều người cũng phải chào thua trước độ nghịch ngợm của Leon, thậm chí Hồ Ngọc Hà phải thoát tim vì hành động của quý tử. Cụ thể, nữ ca sĩ đang ghi lại khoảnh khắc hai con đang vô cùng háo hức khi lần đầu nhìn thấy cây thông Noel được trang trí đầy sắc màu trong nhà. Sau khi vây quanh cây thông, Lisa vô cùng hào hứng nhúng nhảy theo nhạc, nhưng Leon lại âm thầm có hành động khiến ai cũng phải bất ngờ. Leon tiến lại phía bàn đang để lọ hoa trang trí và nhiều đồ dùng khác. Tính với lên lấy đồ phía trên liền bị mẹ phát hiện. Ngay lập tức giọng ca cả một trời thương nhớ phải thốt lên cầu xin. Thôi thôi, thôi anh ơi, ôi trời vỡ đồ. Có thể thấy Hồ Ngọc Hà cũng không thể ngờ, cũng thót tim trước hành động của cậu quý tử. Quả thật, nữ ca sĩ là một bà mẹ vô cùng chu đáo và cẩn trọng, nhanh chóng phát hiện ra hành vi của Leon. Bằng không, cậu nhóc đã có thể bị trầy xước vì hành động đó. Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng từng chia sẻ, Leon là cậu nhóc rất nghịch ngợm. Nữ ca sĩ từng đăng tải hình ảnh Leon triêu đùa, đòi gặm tay chị gái Lisa của mình, khiến nhiều người không khỏi bật cười. Mặc dù được nhiều người khen ngợi là hài hước hóm hỉnh, nhưng Leon cũng từng hứng những bình luận kém duyên. Trước vấn đề này, bà mẹ ba con đã trực tiếp phản hồi, có mấy bình luận chê cháu xấu, giống người này người kia, chắc mẹ cháu có gì nên mới giống họ. Thương và cũng cảm ơn họ vì anh hai Subeo ngày xưa cũng bị biết bao người chê xấu, xong giờ lại khen và yêu anh hai. Đúng là ghét với thương nó gần nhau và thay đổi được, nhưng duyên và không duyên là trọn đời trong tính cách. Lisa và Leon đang có lượng fan đông đảo nhất trong số các nhóc tiền nhà sao Việt với 521.000 người theo dõi trên Instagram. Cậu nhóc Leon thì luôn tiếu táo, hài hước, còn cô bé Lisa thì xinh xắn, dễ thương như búp bê. Cả hai càng lớn càng khấu khỉnh, mẫm mỉm khiến ai nhìn cũng thích thú. Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo